Thầy tôi tài đức giang người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc dưỡng nuôi chăm lo sớm tối hương là tình thân, gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy biển rộng bao la chăm lo Phật tử như là đà. Thank you.
Phật trên thượng tọa giảng sư. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Long Vân, chư tôn đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Thìn dương lịch 2012 tại đạo tràng chùa Long Vân nơi chánh điện Amitabha, tất cả quý vị Phật tử trở về đây để cùng tham dự ngày hí kỳ lần thứ nhất của cố ni sư vị chủ chùa Long Vân Thượng Như Hạ Tùng. Với tấm lòng của những người tôn Phật và đạo tình pháp lữ, tất cả quý vị đã trở về đây để cùng tham dự ngày đại lễ, và quý vị đệ tử trong các pháp môn của Phật pháp lòng tâm hướng 35 năm tại đạo tràng Amitabha cùng có mặt nơi đây. Thay lời ban tổ chức đã tân thành thỉnh thượng tọa giảng sư bất từ thì quyền ngài đã chánh thức Đức Quang Long trở về đạo tràng Long Vân nhân ngày hí kỳ. Giờ này trước thiền đường đại chúng, với tấm lòng của thầy, thầy là ánh đuốc từ bi chiếu trong sanh chúng con đi thẳng đường, thầy là đuốc tuệ tình thương cho con luôn đó tỏ từ bi chơi. Quả thật tấm lòng bao la của thầy đã hiện diện nên là chứng minh, và tất cả các vị Phật tử đồng hướng lên pháp tòa để được đón nghe những lời pháp dụ từ thầy sẽ đến với tất cả đạo tràng chúng ta hôm nay. Vậy trước khi đi vào buổi thuyết pháp, chúng con được mạnh mẽ giới thiệu, chúng con xin được cung kính giới thiệu trên pháp tòa thượng tòa Thích Phước Tí Tự Nhiên Văn Hồng Pháp Sư Giáo Hội Giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Từ Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa thầy, chẳng thưa quý vị, pháp hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu. Thầy dùng chánh pháp hóa nghi độ con với mùi trị nghiên ban đời, thầy là phong tội tuyệt vời đưa con vượt khỏi dư dư bị trầm, và giờ này chúng con xin thành kính cung hình thượng tọa ban bố cho đạo tràng buổi tiếp khách hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Long Vân, kính thưa toàn thể quý ni trưởng, quý ni sư, ni chúng và kính thưa toàn thể đại chúng. Trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức, quý ni sư đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể thính chúng hôm nay, và kính gửi lời cầu chúc thiền đường đại chúng tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, thì hôm nay tôi có duyên để trở về chùa Long Vân. Tôi cũng được nghe nói đạo tràng ở đây tu học cũng từ rất lâu, nhưng mà chưa có dịp đến. Thì hôm nay nhân lễ quý kỵ lần thứ nhất của cố ni sư viện chủ, tức là về mặt thế gian đó là tôi được biết là thân mẫu của ni sư Như Dung là trụ trì ở tại nơi này, thì đó là cũng nên là một cái điều rất là tốt. Những cái duyên lành đối với một gia đình là đều là những người tu hành như thế, và với cái việc tu tập và giá trị của đời sống tâm linh nó có cái cộng hưởng tương quan, và đối với tinh thần nhân quả của đạo Phật như thế nào, để giúp cho các vị tìm hiểu được một cái điều này mang tính cách một cách khái niệm, thì tôi xin được chia sẻ với các vị qua một cái đề tài, đó là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Các vị có quen với câu này không? Hả?
Tôi thì giảng pháp thuộc về mì ăn liền đúng không? Nói là hiểu liền. Cái mức độ của tôi là thường đến với các tín chúng là như vậy, những cái rất thông thường. Và những cái đó tôi mong rằng các vị hiểu một cách đúng đắn. Và làm sao tu học được như thế mới là quan trọng. Còn đôi khi chúng ta học và nói cho nhiều mà chúng ta không làm được gì thì cũng chẳng có lợi ích gì với cuộc đời của chúng ta. Cho nên thật ra thì tôi cũng chưa biết cái khả năng của đạo tràng tới mức độ nào. Nhưng chừng ấy thì tôi chia sẻ với các vị qua góc độ này. Với cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, câu này dường như đối với Phật tử không ai không từng nghe. Và tôi nghĩ ai cũng từng hiểu câu này, nhưng mà mỗi người hiểu một cách. Nhưng mà để hiểu một cái cách mà cặn kẽ thì hôm nay tôi chia sẻ với các vị, tôi muốn nói nhiều vấn đề trong cái việc này. Dĩ nhiên là ai cũng hiểu điều này. Tự thân ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, câu này không có gì khó với chúng ta cả. Nhưng mà tôi muốn cho các vị tìm hiểu để chi vậy? Để từng câu này nó mang ý nghĩa và nó có ứng dụng như thế nào với đời tu học của chúng ta. Hôm nay tôi nói như vậy giống như là tôi thử đạo tràng của Ni Sư Như Dung đúng không? Đạo tràng ta từng tu tập lâu năm rồi tự nhiên đem câu khó thường dân ra hỏi. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi muốn cho các vị tự khẳng định được mục đích lý tưởng tu học của chính mình. Tự thân của câu đó không có gì là khó cả. Nó nói lên cái nghĩa là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, có nghĩa là mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động đó. Cho dù hành động đó thiện hay là ác, điều đó là một nguyên tắc bất di bất dịch trên cuộc đời này. Giống như cái cơ bản của học thuyết của Đạo Phật, đó là giáo lý nhân quả, mà người ta minh họa qua một cái hình ảnh là trồng dưa thì gì? Trồng dưa thì ăn dừa. Ủa không phải hả? Vậy trồng dưa ăn gì? Ăn dưa đúng không? Rồi trồng đậu, trồng đậu ăn đậu. Cái câu nói một cách rất nôm na. Nôm na ở đây mang cái tính cách là cái tầng mức cơ bản nhất trong vấn đề nhân quả, chưa phải dừng tới đó. Nếu Đạo Phật dừng tới đó, Đạo Phật sẽ không giải quyết được tất cả mọi vấn đề về quy trình của nhân quả trong cuộc đời. Nhưng mà chừng mức đó chúng ta cũng xác định được rằng trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Và như vậy, với cái câu nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, cái vế trước hoàn toàn hợp lý. Có khi nào thầy ăn các vị no không? Không. Và có bao giờ các vị ăn thầy no không? Điều này là nguyên tắc đúng không? Thầy uống miếng nước các vị có đã khát không? Không. Và ngược lại các vị uống nước thầy có đã khát không? Không. Như vậy thì khi người đó ăn thì người đó no, và người đó uống thì người đó đã khát. Ví dụ có một người nào ngồi đó, họ không ăn mà họ nói tất cả các hương vị của món ăn. Họ nói nào là tôm hùm, cua biển hay là tàu hủ ki hay là cái gì đó. Bữa nay ăn cái gì trong chùa? Mít kho gì đó có không? Bữa nay có ăn mít kho đám dỗ không? Ví dụ như họ kể ra hết mà họ không có ăn. Họ kể năm này qua năm nọ họ no không? Họ được cái gì không? Cái này quan trọng vô cùng mà chúng ta không có để ý. Cho nên một người nói tất cả hương vị của thức ăn chưa có nghĩa là họ được no, mà họ chỉ là người kể về điều đó thôi. Và cái điều này Đức Phật đã từng trách trong một cái kinh Pháp Cú. Đức Phật nói là những cái người như thế nó giống như là những kẻ đếm bò thuê, hay là những kẻ đó giống như giá múc canh, múc biết bao nhiêu canh mà không bao giờ hiểu được hương vị. Cũng như những kẻ đếm bò thuê từng đếm biết bao nhiêu bò nhưng mà mình không bao giờ được con nào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều nguyên tắc trong vấn đề tu học, mặc dầu thấy nó rất đơn giản, nhưng mà các vị phải thấy, lấy đây làm cái quan điểm nhận thức để ứng dụng tu tập. Vậy thì bây giờ trên nguyên tắc, thầy có thể học giùm cho các vị được không? Thầy học để các vị hết dốt được không? Cái này không thể nào. Một người học thì người đã tự hết dốt. Còn bây giờ một người bệnh, ví dụ người này bệnh có thể người kia uống thuốc giùm được không? Bây giờ đứa con của mình nó bị bệnh, mẹ thấy tội nghiệp quá, thương con quá, mẹ mới uống thuốc giùm để con uống đắng tội nghiệp con, có phải vậy không? Người mẹ uống để con hết bệnh, có điều đó xảy ra không? Không thể nào. Như vậy thì người nào dốt, người đó tự học mới thoát dốt được. Người nào bệnh phải tự uống thuốc
người đó mới hết bệnh được. Như vậy chuyện tu hành có ai tu thế giùm chúng ta được không? Vậy mà có những lúc chúng ta quan niệm lệch lạc, cả đời không tu tập gì hết, chuẩn bị sắp chết để lại mớ tiền con thỉnh thầy về cho nhiều, tụng kinh kỳ siêu để cho má giảng sanh cực lạc Tây Phương. Giảng không? Cái đó giảng cừng cổ á. Cho nên có những điều chúng ta quan niệm tưởng như là nó đúng, nhưng mà lại chúng ta rất là lệch lạc. Cho nên cái câu ai tu nấy đắc có nghĩa là pháp môn của Đức Phật để giúp chúng ta tự tu và tự giải thoát lấy. Nói cái tiếng đắc đó thì nói rất là đơn giản, nhưng mà Phật pháp cao thâm mầu nhiệm, không dễ gì chúng ta có thể đắc được một đời. Tùy duyên để các vị tu tập, để quân tập một phần hạt giống lành hoặc chuyển hóa một phần nghiệp lực. Tu tịnh độ cũng chừng ấy mà thôi. Nếu các vị có được may mắn trong cuộc đời đủ duyên để các vị giảng sanh, cũng là cái duyên để giúp các vị tái sanh vào môi trường lành, chứ chưa hẳn là các vị đắc đạo, chưa hẳn là các vị thành Phật, mà thành Phật còn phải đợi một thời gian dài nữa. Cho nên vãng sanh không mang cái nghĩa là thành Phật. Đừng bao giờ sánh ví với một sự đắc đạo hay là giác ngộ hay là niết bàn. Đừng sánh ví một cách khiên cưỡng mắc công lắm. Về nghe lại những loạt bài thầy giảng về tịnh độ, các vị sẽ hiểu thêm được vấn đề này. Xin thưa các vị, như vậy thì chúng ta có tu học là chúng ta có đắc, nhưng mà có thể không đắc hôm nay thì ngày mai. Ví dụ chúng ta niệm được một câu niệm Phật thì chúng ta có lợi ích một câu niệm Phật. Người khác niệm được câu niệm Phật, người khác có được lợi ích của chính người đó, chứ không thể nào người này niệm Phật giùm cho người kia được. Cho nên tôi từng nói, có những vị đi hộ niệm rồi thấy một vài hiện tượng rồi cho là giảng sanh. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng các vị tự làm mâu thuẫn với chính học thuyết và pháp môn của mình hay không? Tôi không cho đi hộ niệm là xấu. Hộ niệm là một điều hoàn toàn tốt và một điều cần nên làm. Thậm chí càng lập nhiều cái ban hộ niệm để giúp quần chúng có cái duyên để tiếp cận với Phật pháp, hoặc là gieo cái hạt giống lành vào cho những người sắp lâm chung. Điều này tốt chứ không có xấu. Nhưng mà một người ví dụ cả một cuộc đời chưa bao giờ biết tu tập, không có làm được một duyên lành nào, sắp chết cái các vị kéo một ban hộ niệm 800 người về đó để các vị hộ niệm. Sau khi hộ niệm rồi các vị nói người đó được giảng sanh do một hiện tượng nào đó, các vị nói chuyện này hoang đường, các vị làm cho người ta cảm thấy rằng đạo Phật không có gì gọi là chân lý cả, một sự mê tín một cách nói chung là lệch lạc luôn. Nhưng mà người vậy thì tôi có thể chấp nhận. Người này cả đời tu tập, cái duyên á, tịnh độ đã chín mùi, bây giờ trước khi lâm chung ban hộ niệm về hộ niệm thì giúp cho người đó tăng thêm chánh niệm để tăng thượng duyên để giảng sanh. Cái này người này đã có nhân tố giảng sanh thì khả năng này nó xảy ra là chuyện đương nhiên. Còn một người không có nhân tố giảng sanh, một người có nhân tố sẽ đọa địa ngục. Rồi các vị kéo cả đông đến để các vị hộ niệm, rồi các vị nghĩ rằng hành động của các vị đưa người đó được giảng sanh, các vị tự làm sai với học thuyết của mình, một sự mâu thuẫn lệch lạc. Ví dụ các vị niệm Phật như vậy để giúp cho người đó có hiện tướng lành, hoặc là một phần nào đó trong quá trình chuyển nghiệp, cái điều đó tôi hoàn toàn chấp nhận. Nhưng mà mang tính cách trợ duyên. Cho nên khi các vị hộ niệm người ta gọi là gì? Là trợ niệm, có phải không? Người ta đâu dùng chữ chánh niệm đâu, mà người ta dùng là trợ niệm. Có nghĩa là những người này hỗ trợ cho người đó tăng thêm cái chánh niệm. Còn đương sự đó, chính người đó là cái nhân tố, người đó là cái nhân tố chính. Tự thân người đó không có nhân tố giảng sanh thì 800 vị về trở đây cũng không để làm cho người đó giảng sanh được. Đừng có nói những chuyện hoang đường như thế, gây mê tín mê loạn trong quần chúng. Nhưng mà tôi không có nói với các vị là hành động đó là không tốt, hoàn toàn tốt. Có thể người đó nhân tố đọa địa ngục, nhưng mà nhờ hộ niệm này, cái hạt giống lành này, hoặc là gửi được cái hạt giống tốt đó, thì có thể chuyển thay vì 100 kiếp đọa địa ngục, bây giờ nó chuyển còn 70 kiếp, 50 kiếp, 30 kiếp gì đó. Cái này là tôi ví dụ thôi. Tức là tăng thượng duyên để làm cho người đó được tăng thượng duyên thì có. Nhưng mà cái chánh nhân mới là quan trọng. Và tôi nói thêm với các vị nữa, nếu người đó lại không ưa thích Phật pháp, không có hạt giống lành,
mà các vị ngay giờ phút cận tử nghiệp lâm chung các vị về niệm Phật, thì người đó hoàn toàn có ác cảm với lời niệm Phật của các vị, thậm chí tăng thêm cái sân giận hoặc là khó chịu, thì còn đẩy cho người đó nhiều ác nghiệp để sâu trong cái vấn đề tam đồ khổ nữa. Cho nên các vị đừng có làm những cái việc mà đôi khi người ta không có hiểu về mục đích này. Tôi muốn nói với các vị là như thế nào: tu Phật phải có chánh kiến đàng hoàng, không mang tính cách dụ dẫn cho người khác bằng những con đường ảo tưởng. Không khéo đạo Phật trở thành như bao nhiêu tôn giáo khác, một cái cách bình thường không có giá trị. Cho nên các vị nên nhớ là ở đây tôi hay nói thẳng nói thiệt, tự ái thì tôi chịu, nhưng mà tôi thà các vị tự ái chứ tôi không mang các vị là xoa dịu bằng niềm tin các vị. Tôi không thích cái chuyện tu học người học Phật như vậy. Nếu chúng ta đến đạo Phật chỉ bằng niềm tin thuần tí thì một ngày nào đó có những cái tín ngưỡng nó hấp dẫn các vị hơn, các vị sẵn sàng từ bỏ đạo Phật. Còn nếu chúng ta đến đạo Phật bằng con đường tu hành chánh kiến thì có 800 niềm tin khác cũng không có gì lay động được chúng ta. Cho nên tôi mong rằng các Phật tử khi học tu phải có chánh kiến hiểu chỗ này. Việc làm nào có lợi thì có lợi đó, nhưng mà cái mức độ lợi ở mức độ nào. Chứ chúng ta đừng thổi phồng một vấn đề quá để ảo tưởng. Như vậy nếu cuộc đời này sự hộ niệm đó mà giúp một người không có nhân tố giảng sanh, để được giảng sanh, thì trên cuộc đời này tôi cần chi tu? Tôi đi làm kinh tế, tôi đi làm doanh nghiệp, rồi trước khi chết tôi để lại con à, má để lại 10 cây nè, má để lại 20 cây nè, hay là 100 triệu nè nha con. À, mời cái ban hộ niệm ở thành phố ở đâu đó, nhiều ban hộ niệm về để hộ niệm, để đưa má về cực lạc. Cái này sướng không? Sướng chứ. Cả đời tạo ác nghiệp, cả đời không tu tập, mình để lại chút tiền mình mua con đường về Tây Phương cực lạc, sướng hơn cái người ngồi công phu niệm Phật chứ. Cho nên ở đây chúng ta làm những cái chuyện mà chúng ta nói được cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, nói bằng cái miệng nhưng mà không hiểu nó là cái gì. Nói thì nói như vậy nhưng mà đến cái việc làm thì chúng ta lại làm khác đi. Nè. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, trên cuộc đời này nhân quả là quy luật trên cuộc đời, không có cách nào khác hơn được. Không phải Đức Phật tạo ra nhân quả, Đức Phật chỉ là người giác ngộ được quy luật là chân lý. Mà chân lý trên cuộc đời thì chân lý thì không hai. Đã là chân lý thì không phải là tôn giáo này nói chân lý, tôn giáo kia nói chân lý, tín ngưỡng nọ nói chân lý. Ủa chân lý đâu mà nhiều vậy? Chân lý thì không có nhiều như thế. Chân lý chỉ có một. Nhưng quá chăng là một người giác ngộ được chân lý như Đức Phật thì nói một cách chính xác. Còn người khác chân lý là tưởng tượng thì nó lại là thuộc về tín điều hay là giáo điều. Cái đó của tôn giáo họ, của học thuyết họ, chứ không phải là của Phật giáo, hay là không phải cái chung quy luật cuộc đời. Còn Đức Phật nói ra một điều không phải của đạo Phật. Nhân quả phải của đạo Phật không? Nhân quả là quy luật của vũ trụ này. Anh tôn giáo nào kệ anh. Anh có tín ngưỡng Phật pháp ai không? Kệ anh. Anh có là cái giống gì đó? Kệ anh. Chẳng quan trọng. Trên nguyên tắc nhân quả là quy luật, anh có biết, có tin, có chấp nhận là chuyện của anh. Anh không tin, anh hủy bán là cũng chuyện của anh. Trên nguyên tắc không bao giờ đổi thay được. Chân lý thì không là như vậy. Giống như bây giờ Đức Phật nói à, sát sanh sẽ giai trả gì đó. Còn học thuyết khác nó nói là Thượng Đế gì đó tạo ra này đặng cho tôi ăn để nuôi sống tôi gì đó. Đó là cái miệng của nó nói. Còn trên nguyên tắc trả giai hay không thuộc về quy luật của nhân quả, chứ không phải là của một cái miệng của một cá nhân nào đó nói về học thuyết này. Cho nên nhân quả không phải là của đạo Phật, nhưng mà tuyệt vời là Đức Phật giác ngộ ra điều này. Nhiều bài giảng tôi đã chia sẻ với các vị rồi, tôi không cần nói lại. Như vậy tôi muốn nói ở đây cái điều gì? Trên nguyên tắc tu hành là một quy luật. Chúng ta tu được tới đâu chúng ta giác ngộ tới cái đó. Chúng ta giải trừ phiền não được tới đâu chúng ta có an lạc tới đó. Đó là chuyện của chúng ta. Đức Phật cũng không thể ban thưởng phạt ác cho tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Và tôi nói với các vị một điều, trên cuộc đời này không có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông nào có thể thưởng thiện phạt ác được cho loài người này cả, chứ đừng nói là người con Phật. Không có ai có đủ cái tư cách và khả năng để ban thưởng thiện và phạt ác chúng sinh trên cuộc đời này.
Tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, tôi nói nếu có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào trên cuộc đời này ban thưởng thiện phạt ác cho tất cả loài người chúng ta, thì tôi cam đoan rằng cả trần gian này không có một con người nào đau khổ. Nhưng bây giờ trần gian có đau khổ không? Dẫy đầy luôn, chứ đừng nói tiếng có đơn giản. Trần gian này đau khổ dẫy đầy. Vậy sao ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào đó giỏi quá không đứng ra gánh đi? Và biết bao nhiêu người hàng ngày lại cầu gian sinh để được bình an hạnh phúc đó, sao không ban cho họ đi? Quy luật đã ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc rồi thì làm sao có chuyện đó được. Cho nên ở đây chúng ta nói mà không khéo chúng ta tự mâu thuẫn, nói một đường lại quan niệm một nẻo, đó là chuyện của chúng ta. Cho nên tôi nói với các vị, trên cuộc đời này Đức Phật cũng không thể ban thiện phạt ác cho tất cả chúng ta được, và cũng không có một thần thánh thượng đế nào. Đức Phật chỉ làm một nhiệm vụ như một người thầy giáo dạy cho học trò. Thầy giáo dạy cho học trò chữ A, chữ B, chữ C gì đó, dạy cho học trò môn này môn kia, học trò phải tự học và tự tiến bộ cho mình. Còn học trò học hay không là quyền của nó. Còn trên nguyên tắc ông thầy đã dạy hết cái khả năng của mình cho học trò, chứ không phải là dạy rồi học trò lười biếng, nó nói thôi không học đâu thầy ơi, cái nói ờ thôi em không học thôi thầy học giùm, được không? Hoặc là mai này nó thi không lên lớp, cái ông thầy nói à, vậy hả, vậy em ở lại lớp rồi hả, vậy để thầy bốc em lên lớp, được không? Không bao giờ có chuyện đó. Cũng vậy, Đức Phật dạy nhân quả thiện ác cho chúng sinh. Chúng sinh có tu học được hay không là việc còn lại của chúng sinh. Chúng sinh lỡ tạo nghiệp đọa địa ngục, Đức Phật thương không? Thương, nhưng mà có làm gì được không? Đức Phật cũng bó tay với làm gì. Chúng sinh đã tự tạo cái nhân tố vào địa ngục, mà Đức Phật đã nói từ đầu, con à, cái này là rơi vào địa ngục nha con, cái này rơi vào súc sinh nha con, con đường này rơi vào ngạ quỷ nha con. Đức Phật nói rất rõ. Nhưng mà chúng sinh nói con muốn vào mà Đức Phật, thì thôi chứ biết sao giờ. Ví dụ à, má mình nói là con à, ma tí xì ke nó sẽ dẫn đến cái này nha con, nó sẽ như vậy đó, rồi con ăn con uống con nhậu mai này nó bệnh dày nha con, con không lo học rồi mai này dốt nát rồi không có công ăn việc làm nha con. Cha mẹ thương con nói hết lòng như thế, nhưng bây giờ nó không chịu học, nó khoái chơi ma túy, nó khoái ăn nhậu, nó khoái đi quan. Thì bây giờ mai này nó chịu hay là cha mẹ chịu? Thì nó chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Nó lỡ bị ghiền ma túy, cái ba nó thấy tội nghiệp quá, con tôi ghiền ma túy, thôi để mày trao cho tao đi, tao ghiền cho để mày hết, được không? Hả? Ủa không hả? À, xin thưa các vị, nó là như vậy. Cha thương con chỉ dẫn hết mọi điều cho con, con không nghe hay là hoặc có nghe nhưng mà không làm, cố tình chiều chuộng theo bản thân để làm những cái thói hư tật xấu, thì con phải tự gánh chịu thôi. Thậm chí con vi phạm luật pháp để phạm pháp, cha mẹ nói rồi, nó con tôi thương nó cho nên để tôi ở tù thế nó cho, được không? Không. Cho nên vì vậy chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Tu hành là chuyện của chính bản thân chúng ta. Người nói cho người khác tu mà tự thân người đó không tu cũng không được lợi ích gì. Một vị bác sĩ có thể là chữa trị vô số bệnh nhân bệnh, nhưng mà nếu bác sĩ đó bệnh mà không uống thuốc thì sao? Không phải do cái mạch của bác sĩ mà ổng không uống thuốc ổng tự hết bệnh. Nếu ổng bệnh ổng cũng phải uống thuốc ổng mới hết bệnh, mặc dầu ổng là bác sĩ chữa trị bệnh cho bệnh nhân. Vậy thì sao? Chúng ta khuyên người khác tu, chúng ta khuyên người khác học, thì tự thân nếu chúng ta không có tu học chúng ta cũng chẳng lợi ích gì. Nhưng mà người khác thì nếu họ tu học theo lời nói của chúng ta họ sẽ được lợi ích. Như vậy trong Phật Pháp, Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa. Và tôi nói với các vị, không ai đủ tư cách trên cuộc đời này để ban phước giáng họa cho trần gian này cả. Những học thuyết nói rằng à, ban phước điều này, tặng thưởng điều kia, phạt điều nọ, đó là chuyện giáo điều. Họ nói để nhằm răn đe cái tâm lý của tín đồ. Còn sự thật không bao giờ có chuyện đó xảy ra trên cuộc đời này. Đừng nói những cái chuyện hoang đường giữa thế kỷ 21 này, giữa một thời đại văn minh này. Ngày xưa người ta đến với những niềm tin như thế,
chẳng qua là một quá trình kém phát triển của một xã hội quá khứ. Chúng ta có nhiều tín ngưỡng trên cuộc đời này là do chúng ta không hiểu được quy luật tự nhiên hay là quy luật như một học thuyết của Phật giáo, cho nên chúng ta có nhiều tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta tin thần này, thần nọ, thánh này, thánh kia, bà này, bà nọ. Đó là những cái tín ngưỡng của tùy vùng quê hay là tùy đất nước này, quốc gia nọ. Và trên thế giới này có hàng ngàn tín ngưỡng khác nhau. Nội trên đất nước Việt Nam đây có hàng trăm thứ tín ngưỡng khác nhau. Không có tín ngưỡng nào giống tín ngưỡng nào. Nhưng mà nó giống một điểm là khi người ta tín ngưỡng, người ta đặt niềm tin vào đối tượng đó, người ta khát cầu về đối tượng đó, người ta mong đối tượng đó sẽ ân sủng người ta để ban tặng người ta được điều gì đó. Đó là cái chung của những cái tín ngưỡng. Người ta tin Thượng Đế thì người ta dựa vào Thượng Đế, người ta nghĩ Thượng Đế sẽ ban tặng được điều gì cho người ta ha. Người ta tin tưởng vào bà Chúa Tiên, Chúa Ngọc gì đó thì người ta sẽ đặt niềm tin vào đó để người ta nhờ bà Chúa Tiên, Chúa Ngọc đó ban tặng cho những điều ước mơ của người ta. Người ta tin vào bình voi ông Táo thì bình voi ông Táo trở thành đối tượng tín ngưỡng của người ta để ban tặng cho người ta. Trong quá khứ lịch sử, điều này nó giống như là một chỗ dựa về tâm linh. Đời sống tinh thần của con người nó không có chỗ nương tựa, nó phải có một đối tượng nào đó để nó nương tựa, nương tựa để dựa vào đó để tự khích lệ mình vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Nhờ niềm tin giúp ta tăng khả năng về sức chịu đựng về những cái thử thách trước mắt. Cho nên tôi nói với các vị, tín ngưỡng hay là niềm tin nó giúp cho chúng ta tăng trưởng cái sức chịu đựng về khổ đau. Vì chúng ta hy vọng về nó cho nên chúng ta tăng cái sức đề kháng để chịu đựng một vấn đề. Còn chuyển hóa khổ đau thì không có một niềm tin nào giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau cả. Muốn chuyển hóa khổ đau thì tự thân chúng ta phải sao? Phải làm gì? Chúng ta phải tu mới chuyển hóa khổ đau được. Tin không giải quyết được chuyển hóa khổ đau, mà tu mới chuyển hóa được khổ đau. Cũng giống như chúng ta tin một ông bác sĩ thì chúng ta sẽ tăng thêm cái khả năng về chịu đựng cái cơn bệnh, là mình nghĩ ông bác sĩ này sẽ giúp tôi chữa hết bệnh vì danh tiếng của ổng, vì tai nghề của ổng như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta chỉ tin ông bác sĩ thôi mà chúng ta không uống thuốc, chúng ta hết được không? Cho nên tin vào tài năng của ông bác sĩ, nhờ tin như vậy rồi chúng ta uống thuốc vào thì chúng ta mới có cái khả năng hết bệnh. Cũng vậy, đối với một tín ngưỡng nào đó chúng ta tin, làm sao chúng ta hết khổ được? Ai khổ đau giữa cuộc đời mà tin thần thánh nào đó, bình voi ông Táo, đồng bóng nào đó, các vị hết khổ được? Các vị chỉ tôi coi. Không có ai hết khổ bằng niềm tin cả. Chỉ có một điều chúng ta phải chuyển hóa là sự tu học của chúng ta như thế nào mới hết khổ được. Cho nên không khéo, từ những tín ngưỡng của dân gian, từ những tập quán của xã hội, chúng ta không khéo biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần. Chúng ta đến với Đức Phật chỉ bằng một vị thần để ban phước giáng họa cho chúng ta, thì sự có mặt của Đức Phật không có ý nghĩa gì giữa cuộc đời này hết á. Đức Phật cần gì phải đi cạnh tranh với những niềm tin có trước đó? Nếu để lấy niềm tin của tất cả các vị mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này thì tôi nghĩ sự hy sinh của Đức Phật uổng lắm, và thậm chí không có ý nghĩa gì hết á. Cho nên nếu chúng ta chỉ quan niệm Đức Phật như một ông thần ban phước giáng họa thì quá uổng cho sự hy sinh và có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này. Và nếu Đức Phật có mặt trên cuộc đời này chỉ chừng ấy thì khỏi cần Đức Phật có mặt trên cuộc đời này. Chúng ta vô số các thứ để chúng ta tin, cục đá, bình voi, ông Táo, cây đa gì đó, những cái tín ngưỡng khác, thậm chí nó thổi lên còn dữ nữa, phải không? Nào là nó tin thần thánh, thượng đế gì đó ha, tất cả những cái tin đó nó thổi lên cái quyền năng của những vị đó. Nhưng mà tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi thứ là trí tưởng tượng do con người tưởng tượng ra, sáng tạo ra, đặt để ra. Mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng để tự thổi Đức Phật lên, quyền năng thế này, quyền năng thế kia, thần phù phép thế nọ. Nếu Đức Phật có để cạnh tranh với những tín ngưỡng khác thì tôi nghĩ không cần thờ Phật và không cần theo Phật. Cho nên các vị nên nhớ, Đức Phật có mặt giữa cuộc đời này một cách rất tuyệt vời. Và Đức Phật đã nói trong các kinh mà tôi từng chia sẻ với các vị: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật đã nói như vậy. Như vậy sự hạnh phúc an lạc này
là giữa con người trần gian này sự thật. Và Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là một con người bằng xương bằng thịt mà. Đức Phật có mặt sự thật trên cuộc đời này là một con người lịch sử. Và học thuyết của Đạo Phật là học thuyết thực tế giữa cuộc đời này để giúp cho con người mà ứng dụng để được an lạc hạnh phúc liền. Và lời Phật dạy hay là học thuyết của Đạo Phật nó đối với chúng ta cũng giống như khát uống là đã khát liền, đói ăn là được no liền, chứ không phải là ăn hôm nay 3 năm nữa mới no. Có không? Có ai ăn bữa nay 3 năm sau mới no không? Không. Như vậy mà chúng ta hay tu tập, chúng ta cứ nghĩ tu tập ngày hôm nay để sau khi chết chúng ta được cái gì đó. Cái quan niệm này nó là một loại tiêu cực trong quan niệm của người học Phật chúng ta. Dĩ nhiên sau khi chết nó sẽ là cái gì, tôi không phủ nhận cái đó. Nhưng mà trước mắt đài đọa làm khổ mình tu tập bằng những cái lệch lạc để mong rằng chết để chúng ta được gì, chúng ta có thấy chúng ta tà kiến trong hành động đó hay không? Rất là tà kiến ở chỗ này. Khi chúng ta có tu là chúng ta có an lạc liền. Chúng ta có khi nào khát nước chúng ta uống hôm nay ngày mai mới đã khát không? Không có chuyện đó. Như vậy thì hôm nay chúng ta có tu thì hôm nay chúng ta có an lạc. Nhưng mà nhân tố này nó sẽ một đời, nhiều đời, đến trăm ngàn đời không bao giờ mất. Nhân tố an lạc này, công đức tu tập này, nó sẽ theo chúng ta mãi mãi như bóng theo hình. Chứ đâu phải là chúng ta ngồi tu hành ở đây, đài đỏ ở đây, chịu khổ cực ở đây để được Phật thương, để sau khi chết Đức Phật tiếp dẫn rước về nơi nào đó. Cái đó chúng ta tu như vậy nó chưa đúng với tinh thần của Phật Pháp. Dĩ nhiên nhân quả này sau khi chết đưa chúng ta đúng vị trí của những nhân tố chúng ta gieo, tôi không phủ nhận. Nhưng mà để làm tất cả mọi điều để chờ đợi sau khi chết, điều này nó không thực đối với Đạo Phật chúng ta. Nó không thực tế lắm. Đang khổ đau muốn chết à, mà để gắng tu hành để mai này để thoát khổ à. Chúng ta phải có cái cách giải khổ ngay tức khắc chứ. Thành ra Đạo Phật tu hành mà không có an lạc, không có hạnh phúc, cái này chưa phải để ý lại coi các cách tu của chúng ta như thế nào. Cho nên chúng ta đọc cái quyển lược giải kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Trí Quảng ở trong đó Ngài có nói một câu mà tôi vô cùng tâm đắc: không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là một câu phải nói là các vị nên nghiền ngẫm và tư duy à. Và thường nói không có an lạc tối thiểu có tu cùng kiếp cũng khổ. Cái câu này hết sức là thực tế, hoàn toàn hợp với chân lý của Đạo Phật. Chính xác nó là như vậy. Cho nên chúng ta gieo một cái nhân cay mà chúng ta nghĩ rằng sau khi chết để được cái quả ngọt, quang đường. Hằng ngày chúng ta chịu khổ đau muốn chết để chúng ta nghĩ rằng sau khi chết để chúng ta được hạnh phúc an lạc hơn, quang đường. Chúng ta cần tu, chúng ta làm tất cả những công đức lành, tất cả những cái này không có khổ. Đó là phương pháp tu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đài đọa chúng ta, cái đài đọa đó để sau khi chết chúng ta được cái gì, cái này nó không thực tế với con đường tu học theo Phật Pháp. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị, Đạo Phật không có giáo điều, phải không? Đức Phật là người giác ngộ được chân lý trên cuộc đời này. Mà đã là chân lý thì không lệ thuộc vào là anh có là Phật giáo hay không, anh là cái mác, anh là tôn giáo nào, hay là anh chẳng tín ngưỡng gì cả. Điều đó đối với Đạo Phật không có gì là quan trọng ở chỗ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi từng nói trong các bài giảng, đối với Phật giáo mà nói, một người đến với Đạo Phật để Đạo Phật được cái gì, và một người từ bỏ Đạo Phật để Đạo Phật mất cái gì? Trong Đạo Phật không có cái gì để được và mất bằng cái đó cả. Đức Phật chỉ truyền bá hết những tư tưởng của Ngài vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải lợi ích cho chính Đức Phật hay là cho chính Đạo Phật. Đạo Phật khuyên các vị tu là nhằm lợi ích cho các vị, chứ không phải là khuyên các vị tu để nhằm lợi ích cho mấy ông thầy. Bởi vì ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Các vị có tu hay không tùy các vị. Các vị không tu, các vị tự đọa, các vị chịu. Chứ không phải các vị đọa mà mấy ông thầy đọa theo. Cái chuyện đó không phải. Cho nên tôi nói Đạo Phật không có dụ ai hết là cái chỗ này. Đạo Phật chỉ giới thiệu, à Phật dạy như vậy, như vậy, như vậy, chấp nhận và tu học hay không, đó là việc của tất cả các vị. Giống như ông bác sĩ hay là một nhà khoa học, họ nghiên cứu được một cái gì đó, à họ nghĩ rằng cái thức ăn này nó ảnh hưởng đến bệnh tật của con người nè, hay là một loại vi trùng này nó sẽ xâm nhập thế này thế khác nè. Họ nghiên cứu được điều đó, họ công bố với quần chúng,
Quần chúng mới nói rằng, ôi đó là công bố của khoa học, còn bản thân của tôi muốn làm gì làm chứ, đúng không? Hoàn toàn đúng. Nhà khoa học hay là y khoa hay là bác sĩ chỉ nói về những điều đó cho mọi người tự ngăn ngừa lấy cái bệnh tật để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Còn mình không chịu bảo vệ sức khỏe mình thì kệ mình chứ, cái việc đó dính dáng gì? Cái trách nhiệm còn lại không thuộc về bác sĩ nữa. Và bác sĩ nói với cái ông này vậy: bác à, bác không uống rượu nha, bác uống rượu sẽ bị chai gan, sẽ bị nám phổi, sẽ cái gì đó. Cái chuyện nói của ông bác sĩ. Nhưng mà ông này ông nói là: mặc dù ông nói vậy nhưng mà tôi ghiền rượu quá, tôi đâu có bỏ được. Hoặc là hơn nữa là bác sĩ nói như vậy nhưng mà bác sĩ có cấm ông này được không? Bác sĩ không có cấm được, bác sĩ chỉ khuyên thôi. Khuyên mà ông này nghe thì làm để lợi ích cho ông. Còn không, ông uống rượu thì bản thân ông tự cháy gan hay là nám phổi gì ông chịu chứ. Đâu phải ông uống còn bác sĩ bị nám phổi đâu. Mà bác sĩ có nói rằng ông uống là tôi bắt ông ở tù, có không? Đâu có chuyện đó. Cho nên đạo Phật không có giáo điều là ở chỗ này. Cho nên ai quan niệm đạo Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, đặt cái kia cho người Phật tử, các vị tự hiểu một cách sai lầm. Bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi chứng minh nè, năm giới có phải đạo Phật đặt ra và buộc người Phật tử phải giữ vậy không? Phải không? Có người nói rằng quy y có năm giới đó nha: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Phật đặt năm điều này cho người Phật tử, năm điều cấm nha. Ngày xưa trong tờ Phái Quy để là để năm giới cấm. Tôi nghĩ không được hợp lệ trong đạo Phật. Đạo Phật không có cấm cái gì trơn trời á. Bởi vì đặt ra nói năm giới cấm có nghĩa là Đức Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, thì ai là Phật tử sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối có tội. Tôi không là Phật tử, tôi muốn làm gì làm không có tội, đúng không? Cấm thì nó như vậy đó. Thì ai Phật tử bị cấm, tôi không Phật tử, tôi đâu có cấm, làm gì tôi? Có phải vậy không? Cái mâu thuẫn là ở chỗ này. Các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử, ai làm là có tội. Cho nên những người quy y, các vị cứ bảo rằng phải giữ năm giới nha, giữ bốn giới cũng cho nữa, giữ ba giới cũng không được nữa, phải năm giới mới được. Các vị thử kiểm lại trên xã hội này, ai giữ được trọn vẹn năm giới của đạo Phật đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi ai. Cái số đó đếm trên đầu ngón tay à. Và như vậy suốt đời này đạo Phật không độ được ai hết, đúng không? Và nói như vậy người ta lừng. Người ta lừng có nghĩa là bà này bà tu à, cho nên bà ăn chay, bà tụng kinh gì đó, cái bà đập con mũi, cái nói bà tu bà quy sao bà đập mũi, bà sát sanh. Có phải vậy không? Còn nó đập bò, đập heo tối ngày không ai nói nữa. Có phải vậy không? Tại vì bà có năm giới, tôi đâu có năm giới đâu. Cho nên bà bị cấm, bà đập con mũi là không có được. Nhưng mà tôi không có năm giới, cho nên tôi đâm heo thuốc chó tối ngày đâu có sao. Các vị thấy chết là cái chỗ này chưa? Mà có phải đúng như vậy không? Các vị vỗ tay là sao, tôi không hiểu chỗ này. Tôi có hỏi đúng là cái việc đó là tội là những người Phật tử thôi, còn ai muốn làm gì làm không? Các vị vỗ tay. Xin thưa các vị, tôi muốn nói ngay chỗ này. Năm giới này không phải là Đức Phật cấm. Tôi đã nói rồi mà, Phật không có cấm ai trên cuộc đời này. Và tôi nói trong một cái đĩa hình như là Tam Quy Ngũ Giới, tôi có nói. Tôi nói nếu Đức Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, và ai là người Phật tử làm những điều này vi phạm là có tội, và người không là Phật tử không có tội. Tôi là người đầu tiên từ bỏ đạo Phật ngay giờ phút này.